Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ô tô Sài Gòn. Đúng như lời hứa, Toyota Việt Nam đã chính thức giới thiệu con át chủ bài của mình trong phân khúc CUV hạng B, chiếc Toyota Raize. Và không có gì thú vị hơn nữa khi giờ đây người dùng đã có đủ dữ liệu để có thể so sánh Toyota Raize và Kia Sonet để chọn ra cho mình chiếc xe phù hợp. Hãy cùng ô tô Sài Gòn đặt hai mẫu xe này lên bàn cân. Tất nhiên, yếu tố đầu tiên quan trọng nhất vẫn là giá bán. Theo công bố từ hãng, Toyota Raize sẽ có giá khởi điểm từ 527 triệu đồng cho phiên bản thấp nhất và tăng lên 535 triệu đồng cho các phiên bản có màu trắng ngọc trai cũng như các phiên bản được sơn đen nóc xe. Trong khi đó, Kia Sonet như công bố từ trước sẽ có 4 phiên bản với giá khởi điểm từ 499 triệu đồng cho đến 609 triệu đồng. Về kích thước thì cả 3 thông số dài rộng cao của Toyota Raize đều có một chút nhỏ hơn so với Kia Sonet như thông số đang hiển thị trên màn hình các bạn có thể thấy. Tuy nhiên thì trục cơ sở của Toyota Raize lại dài hơn 25mm so với Kia Sonet. Thì điều này sẽ là một điểm cộng để giúp Toyota Raize có một cái khoang nội thất rộng rãi hơn cho người dùng bên trong. Ở ngoại thất thì phiên bản cao nhất của Toyota Raize và cả Kia Sonet đều trang bị công nghệ Full LED cho hệ thống chiếu sáng. Đây đều là những trang bị rất là đắt giá trên một chiếc CUV hạng B. Mâm của Sonet sẽ có kích thước là 16 inch, sẽ nhỏ hơn mâm của Toyota Raize được công bố là 17 inch. Và một điểm quan trọng nữa là khoang hành lý của Toyota Raize được công bố là 369 lít thì nó lại nhỏ hơn so với Kia Sonet đang có dung tích khoang hành lý là 392 lít. Thì đây chắc chắn cũng là một trong những cái thông số mà người dùng sẽ rất quan tâm khi tìm mua một chiếc xe gia đình. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến vào cái khoang nội thất của cả hai mẫu xe. Thì khoang nội thất nhìn chung của cả hai mẫu xe này đều hướng đến một cái thiết kế trẻ trung và rất hiện đại. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ có một số điểm khác biệt. Màn hình lái của cả hai thì đều là loại hỗn hợp hiển thị đa thông tin với kích thước là 7 inch trên Toyota Raize và 4,2 inch trên Kia Sonet. Màn hình thông tin giải trí của Sonet có phần nhỉnh hơn một chút với kích thước lên đến 10,25 inch, trong khi màn hình thông tin giải trí của Toyota Raize thì chỉ có kích thước là 9 inch thôi. Thì cả hai màn hình này đều tương thích được Apple CarPlay cũng như Android Auto. Một số trang bị khác giống nhau trên cả Toyota Raize và Kia Sonet sẽ bao gồm là điều hòa tự động, khởi động bằng nút bấm. Trong khi đó thì Sonet sẽ có một chút điểm cộng hơn khi sở hữu sạc không dây và cửa sổ trời, cũng như là tính năng đề nổ từ xa. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phần động cơ. Theo công bố thì tất cả các phiên bản của Toyota Raize sẽ đều trang bị khối động cơ 1.0 lít tăng áp, sẽ sinh công suất 98 mã lực và mô men xoắn 140 Nm. Kết hợp với khối động cơ này sẽ là hộp số biến thiên vô cấp kép DCVT. Thì so sánh với động cơ trên Kia Sonet, cả 4 phiên bản của Kia Sonet đều sẽ trang bị khối động cơ Smartstream 1.5 lít hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 113 mã lực và mô men xoắn cực đại 144 Nm. Thì tùy chọn hộp số trên Kia Sonet sẽ là số sàn 6 cấp hoặc số tự động CVT. Các trang bị an toàn giống nhau trên cả Kia Sonet và Toyota Raize sẽ bao gồm là 6 túi khí, chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử ABD, cân bằng điện tử, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến hỗ trợ đổ xe phía trước và phía sau. Riêng Toyota Raize sẽ ghi điểm hơn nhờ có tính năng cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi cũng như là cảnh báo điểm mù trên gương. Nhìn chung thì chúng ta có thể thấy là cả hai đại diện từ Nhật Bản và Hàn Quốc đều sở hữu những ưu điểm rất riêng để có thể thu hút người dùng tại Việt Nam trong thời gian sắp tới. Vâng, và sắp tới thì ô tô Sài Gòn cũng sẽ sớm gửi đến các bạn những cái video đánh giá chi tiết hơn khả năng vận hành cũng như là trải nghiệm trên chiếc Toyota Raize tại Việt Nam. Vẫn là câu hỏi quen thuộc, bạn sẽ chọn xe Hàn hay xe Nhật? Câu trả lời nằm ở chính các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh YouTube ô tô Sài Gòn, bật chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Xin hẹn gặp lại.